Hôm nay mình sẽ nói về top 5 lý do người chơi cũ họ quay trở lại sau khi mà cái phiên bản hư không này được cập nhật. Ở đây mình muốn nói đến là những người chơi cũ ở bên server khác. Điển hình là ví dụ như server ở bên Trung. Thì từ khi mà cái phiên bản hư không này được cập nhật thì những người chơi cũ đã quay trở lại cực kỳ nhiều. Vậy thì những lý do gì mà họ đã quay trở lại? Liệu rằng là ở bên Việt Nam cũng có như vậy hay không? Thì bây giờ mình sẽ đưa ra 5 lý do cá nhân của mình nhá. Cá nhân của mình đưa ra thôi. Ok, let's go. Đừng quên tặng cho mình một like đấy nha. Mặc dù là cái phiên bản hư không lần này thì cũng chưa có boss mới hay là một cái công trình gì mới cả. Mình sẽ không nói đến là về những cái hang động nhá, tại vì cái hang động thì nó không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà các bạn thấy rằng là lý do đầu tiên đó chính là về sự bổ sung về quái. Thì giờ đây các bạn sẽ thấy rằng là cái việc chúng ta sinh tồn nó rất là khó khăn. Nó không chỉ là cái việc là kiếm đồ và đi ăn boss nữa rồi, mà là nó sẽ là sống sót qua từng ngày. Các bạn sẽ phải sinh tồn qua từng ngày một để chúng ta có thể chống trả lại được cái đám hư không. Nó rất là khó khăn luôn mọi người ạ. Mình chơi mình còn cảm thấy khó khăn ở những ngày đầu, cực kỳ khó khăn luôn. Kiểu như là mình phải đi ngủ ngay lúc mà 6 giờ mọi người. Mình không còn dám thức và sinh tồn ở ban đêm giống như những cái phiên bản cập nhật trước nữa. Lý do thứ hai là sự nâng cấp về động vật. Tất nhiên là các bạn cũng biết rằng là chúng ta sẽ có những bạn động vật như kiểu là Diu Diu, Hu, rồi mấy cái bạn Landa, Đà Mã các thứ. Thì những cái bạn này khi mà hư không lên thì cũng sẽ được chỉnh sửa, thay đổi, trở thành hư không. Và khi trở thành hư không thì lại có những kỹ năng cũng khá là đặc biệt. Ví dụ như là con Dango sẽ có kỹ năng dịch chuyển nè, con Hu có kỹ năng nhảy nè, con Diu Diu thì nó sẽ húp nè. Nhìn chung thì nó đa dạng lên đó mọi người, nó rất là thú vị luôn. Cái thứ ba chắc là nhiều người chơi sẽ thích nhất, đó chính là cầm vũ khí hai tay. Cái này là một trong những cái tính năng mà mình nghĩ rằng là Mini World họ đã thêm vào cực kỳ là hợp lý luôn mọi người. Đây là một trong những mơ ước của bao nhiêu bạn game thủ Mini World từ rất là lâu rồi, là làm sao mà chúng ta có thể dùng được cái tay trái. Đấy thì bây giờ đã có rồi. Chúng ta sẽ cầm khiên, chúng ta sẽ cầm song kiếm, song đao. Đấy thì bây giờ nó rất là đa dạng về vũ khí hơn đó mọi người. Nó không còn là những kiểu như là kiểu vũ khí đơn giản, ví dụ như là chỉ cần đồ sắt, đồ đồng, đồ titan, rồi đồ vàng đen, mà bây giờ nó sẽ là sự xáo trộn lên. Có những người sẽ thích chơi theo kiểu phong cách là tấn công thêm 100% là cầm song kiếm chẳng hạn, hoặc là sẽ có những người sẽ chuyển đổi phong cách là chơi là vừa công vừa thủ, sẽ có khiên bên cạnh. Đấy thì nó đa dạng hóa lên về cái việc mà các bạn sử dụng vũ khí ha. Đấy mới điều thứ tư, đó chính là về sự nâng cấp lối chơi. Ví dụ như là chúng ta sẽ có thể chỉnh được độ khó, độ dễ ở ngay trong cái việc mà là sinh tồn sao bình thường, sao vàng ấy nha mọi người. Đấy thì mình thấy rằng là rất là hợp lý luôn. Nhiều bạn thì sẽ kêu rằng ôi sinh tồn ở sao vàng nó dễ quá. Thì bây giờ đã có cái việc tăng độ khó ngay ở trong sinh tồn sao vàng luôn. Hoặc là những bạn nào mà như kiểu lần đầu chơi Mini World chẳng hạn thì cảm thấy rằng là sinh tồn ở sao vàng cũng hơi khó khăn, thì chúng ta có thể bấm điều chỉnh là xuống dễ. Nó rất là linh hoạt, nó rất là kiểu như là các bạn sẽ kiểu có thể thay đổi được dễ khó ngay trong cái con map của các bạn. Nó rất là nhanh luôn, nó không cần phải chơi lại map khác hay gì hết. Thì mình thấy rằng là khá là hợp lý. Tại vì ví dụ như là nhiều khi mà các bạn chơi ở trong sinh tồn cực hạn đi thì nó lại khó quá. Thật sự là nó sẽ hơi khó quá luôn. Cho nên là cái việc mà họ cho thêm một cái cơ chế là có thể nâng cấp độ khó dễ ngay trong cái việc sinh tồn bình thường ấy, thì mình thấy rằng là cực kỳ hợp lý. Ngoài ra thì ở cái phiên bản lần này sẽ khiến cho các bạn không bị rối ở những cái phiên bản trước. Ví dụ như những cái phiên bản trước thì chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ luôn. Ví dụ như là về sinh vật thay đổi này, hoặc là về trang bị này, rồi về các cái bàn chế tạo này bị thay đổi liên tục luôn. Và nó khiến cho các bạn kiểu là không biết là chơi như thế nào đây. Nó kiểu như là như trở thành người mới vậy. Nhưng mà cái phiên bản lần này là nó là một cái phiên bản như kiểu là cường hóa lên, nâng cấp lên thôi. Nó vẫn giữ được cái lối chơi cũ và các bạn sẽ không phải bị bơ ngỡ. Tại vì dù sao thì những con dã nhân là những con dã nhân về ban đêm nâng cấp lên, chứ nó cũng không hẳn là thay đổi hoàn toàn những con dã nhân. Thì nó sẽ khiến cho các bạn như kiểu nó là một cái mặt chơi tiếp vậy, nó phát triển lên thôi, chứ nó không phải là thay đổi toàn bộ mới 100%. Nó không có khiến cho các bạn bị bơ ngỡ nhiều ở những cái phiên bản lần trước. Và điều cuối cùng đó chính là sự nâng cấp hình ảnh. Mình thấy rằng là về đồ họa trông nó có khác biệt hơn, nó có được đẹp hơn mọi người ạ. Ví dụ như là về những cái khối khoáng sản đi, thì Mini World họ cũng đã trau chuốt và chỉnh sửa lại những cái khối khoáng sản, hoặc là những cái sinh vật thì mình thấy rằng nó có những cái động tác như kiểu là vỗ cánh này của con Dodo này. Đấy thì nó có những cái chi tiết cực kỳ nhỏ luôn, và game họ cũng đã cố gắng chỉnh sửa và nâng cấp lên. Mình thấy rằng là đây là một trong những cái bổ sung mà cực kỳ hợp lý luôn. Như mình đã nói ở cái điều lý do thứ tư mà họ quay trở lại, thì cái lý do thứ năm này nó cũng tựa như vậy, đó chính là sự nâng cấp bổ sung. Nó không khiến cho con game bị rối, không bị loạn như kiểu là một con game mới vậy, mà là họ nâng cấp lên hình ảnh lên các thứ cho nó đẹp hơn, nó trau chuốt hơn, nhìn nó tinh tế hơn. Thì nó sẽ khiến cho con game các bạn sẽ cảm thấy rằng vẫn là con game quen thuộc của chúng ta, nhưng mà đồng thời nó sẽ nâng
cấp đồ họa lên trông khá là đẹp. Thì tóm lại năm lý do này mình đưa ra thì mình cảm thấy rằng ấy, là cái phiên bản sinh tồn hư không lần này ấy, là một trong những cái phiên bản cập nhật mà hay nhất, tốt nhất từ trước đến giờ. Thật sự là những cái phiên bản núi lửa, những cái phiên bản như kiểu đảo bay các thứ ấy, thì nó luôn tạo ra những cái thị phi. Nhiều bạn sẽ than, mình thấy rằng nhiều bạn than là ví dụ như là từ khi mà cập nhật cái phiên bản núi lửa thì nhiều bạn sẽ không hiểu chơi như thế nào, nó thay đổi lối chơi nhiều quá. Tại vì lúc đấy là thay đổi là bỏ cái bàn chế tạo đi thay bằng cái búa gì đấy, thì nó khiến cho người chơi họ chẳng biết chơi game này như thế nào, chơi bao năm đang chơi như thế này, cái tự dưng bây giờ đổi cách chơi. Thì cái phiên bản lần này thì cách chơi không hề thay đổi, cái hướng chơi cũng không hề thay đổi luôn, về trang bị cái thứ công thức thì không hề thay đổi thế nào cả, có thay đổi thì nó rất là ít, nó khiến cho các bạn vẫn là con game quen thuộc nhưng mà nó lại được nâng cấp lên. Và mình thấy rằng là cái phiên bản hư không lần này á đáng, rất là đáng để cho nhiều người cũ quay trở lại luôn mọi người ạ. Còn các bạn thì thấy như thế nào, hãy bình luận xuống phía dưới nha.